năm thứ sáu hàng tuần. Đặc biệt các trận đấu của Chim Sẻ Nắng sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Anh em hãy theo dõi nhé. Những đơn vị khách hàng có nhu cầu quảng bá thương hiệu cũng như hợp tác cùng Chim Sẻ Nắng Studio, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0825 969 666 hoặc địa chỉ gmail chimsenang.booking@gmail.com. Cơ hội bón hành cho Chim Sẻ Đi Nắng. Anh em nào muốn giao lưu trực tiếp cùng Chim Sẻ Nắng hay các thành viên của team FS thì hãy truy cập vào website thachdauchimse.com để đăng ký. Với anh em cần làm là để lại tên và số điện thoại, sau đó chúng tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho anh em để xác nhận và xếp lịch ngay nhé. Đặc biệt số tiền từ các trận giao lưu sẽ là cơ hội tổ chức các giải đấu AOE trong tương lai và phát triển cộng đồng AOE Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Số tiền anh em đóng góp sẽ được công bố trực tiếp trên fanpage Chim Sẻ Nắng anh em nhé. Vâng, như vậy là có vẻ như có một chút thay đổi vị trí bảng quân, em sẽ sửa lại một chút. Bên phía đội bạn thì Zilgi không được khóc là người ở vị trí số 2. Vâng, không được khóc và U98 đổi vị trí cho nhau. Vâng, bên kia thì quân màu 4 của Chibon, như vậy là ok, quân bên phía đội bạn đã chuẩn rồi. Chúng ta thì có Nam SoQ là người nằm ở vị trí màu 6. Như vậy là chúng ta thì ok, vẫn giữ nguyên đội hình như lúc nãy. Thứ tự vào mạng. Chúng ta đang theo dõi màn hình máy của game thủ trí mệnh là người gầm 30 ran, hiệu 7. Vâng, bãi quả cũng là khá đẹp, tìm thấy rất là sớm. Đẩy vì luôn hiệu về với nhà chính của mình, gỗ đầu thì bình thường thôi. Chúng ta có một ban màu 5 đầu cánh. Màu 8 đó là Chim Sẻ Đi Nắng là người nằm ở vị trí ở trong cánh và đang câu voi. Về chất cung thì chúng ta có màu 6 đó là game thủ Nam SoQ là người gầm Minoan, có thể đánh cung Nga. Màu 8 là Chim Sẻ. Vào cái thế này thì gần như là tỷ lệ đánh cung rất là cao, gần như là 100% rồi. Chúng ta có Mạnh Hào là người nằm ở đầu cánh. Vâng, trận này thì có Sumerian cũng đang có gỗ đầu ok. Hiêu là hiêu 6 con đang đẩy về nhà chính. Bãi quả đầu thì bú cũng gần xong rồi. Đẩy hiêu về. Đang có hai cái đơn vị quân đi dò. Tôi cảm giác như một trong hai sẽ là một con xe dò. Vâng, như vậy là xe dò tìm thấy bầy hiêu ở phía dưới. Con nông dân đi sát mép thì cũng đang cố gắng đi dò thêm đồ. Xét về chất quân ép đời thì bên phía đội bạn có con Mark C. Và bên phía đội bạn có ba quân cầm cung ok, đó là Hit, Sam và Egypt. Vâng, chất cung đời ba của đội bạn thì có Hit và có Egypt là khá khỏe. Hào đã đủ gỗ để thiết kế cho mình chiếc bét đầu. Vâng, bài Hào là bài ok. Bài của Hào là bài 2, 3 bầy hiêu cộng với 2 bãi quả. Vâng, cố gắng đi dò một chút. Ấy, sư tử nhá, hai cháu ở đấy. Vâng, lát nữa thì phải cắm cờ lại hoặc là kéo con dân kêu về. Thực ra với từng này đồ thì Hạo chỉ cần đi dò một chút cái khoảng cách gần nhà chính của mình thôi. Sau đó thì quay về ép đời. Từng này đồ đã là quá đủ rồi. Hơi tiếc về rừng thì nó cũng là bình thường, nhưng mà đánh chén cũng không phải quá quan trọng. Chuyển sang cái máy của Nam xem bài vở của Nam trong cái như nào. Như vậy là có hiêu về nhà chính và có thêm voi về nhà chính luôn. Quả đầu 7 cộng với lại voi hiêu chết khá đẹp ở thời điểm này. Vâng, có quả phụ đây rồi. Bài của Nam thì không liên quan đến sẻ đâu. Không liên quan đâu. Sẻ không liên quan đến bãi quả đấy. Giữa hai nhà có hai bãi có bãi quả, có hai bãi quả thì không liên quan, mỗi người mỗi bãi quả. Chim sẻ bài này hai quả phụ. Ok. Em chào anh Tiến Hoàng nhá. Báo về là Hitty bên kia chết hai dân. Vâng, đó là những thông tin khá là ok. Một số anh em thì đang bảo là quân Mạnh Hào nhầm, nhưng mà không nhầm nhá anh em, quân chuẩn rồi. Bây giờ thì có thể anh em có thể tua lại để anh em xem, để tránh tình trạng ảnh hưởng tới những anh em nào đang theo dõi trực tiếp, đang theo dõi diễn biến của trận đấu. Thì anh em nào thắc mắc về quân thì anh em có thể tua lại, tời lại để xem cái lúc mà chúng ta quay quân. Cho nên là không nhầm quân đâu anh em ạ. Vì hiện tại thì ngày hôm nay thì 5 pet đang phát kèo này. 5 pet đang phát kèo này, cho nên là cái việc mà nhầm quân thì gần như là không thể. 5 pet. Tưởng là và như vậy là 4 pet đang phát kèo này anh em ạ. 4 bình luận viên không thể nhầm được. Vâng, như vậy là 98 là người lên đội 2 chết 3 dân. Không được khóc, chờ chết tới 3 dân nha anh em ơi. Mặc kệ ơi, bỏ thuyết minh tiếng Việt đi. Anh ơi, cái này thì em cũng xin nhắc luôn ở trên livestream. Hiện tại thì đang có rất là nhiều anh em theo dõi kèo này. Thì một số anh em vẫn chưa nắm được cái
Vấn đề này thì em cũng xin nhắc luôn, đấy là cái vấn đề cái phụ đề tiếng Việt, cái chỗ mà anh em nhìn trên livestream mà anh em thấy mà cái chữ chạy ấy, đó là cái phụ đề và anh em phải tắt nhá, bọn em không tắt được, anh em phải tự tắt, anh em tự tắt ở bên cái phần cài đặt của anh em ấy, anh em để ý cái phần bánh răng ấy, cái chỗ bánh răng, cạnh bánh răng thì có cái chữ CC ấy, chữ cờ cờ ấy, anh em bấm vào đấy, anh em tắt nó đi. Hoặc là có một số các cái trình duyệt nền tảng, các cái hệ điều hành thì nó sẽ là ở cái chỗ bánh răng ấy, anh em bấm vào đấy, cái chỗ phụ đề anh em tắt đi. Đấy là cái đến từ nhà mạng Facebook, người ta tự cập nhật, tự kiểu dạng hỗ trợ cho những cái người mà kiểu như bị có vấn đề về nghe. Đấy, anh em tự tắt đi nhá, tắt phụ đề đi chứ không phải là bên em đâu, nhiều anh em cứ nhầm. Vâng, như vậy là màu 3 là người lên đời rất sớm, là người cùng cánh với là game thủ chí mệnh. Màu 2 chết 3 dân cơ đấy. Vâng, đây là màn hình máy của game thủ chí mệnh. Chí mệnh đang đuổi theo con giò của màu 3. Giò màu 3 chạm nhà chim sẻ nhá, nhưng mà đang bị giò của game thủ chí mệnh đuổi đấy rồi. Bên này thì game thủ Mạnh Hào báo về là cùng cánh với màu 2. Màu 2 chết 3 dân cơ. Cho nên là tôi vẫn đang rất là tự tin khi là game thủ Mạnh Hào sẽ quẩy một phát là game thủ không được khóc này gãy luôn. Một L một A bánh xe lên để có thể dứt điểm nhanh màu 2 vào nhanh trong cánh. Bên phía bạn vẫn đang có những đơn vị quân cung tuyển. Màu 3 đó là game thủ 98 là người cầm Samurai đánh chém rồi. Mark C của game thủ Ziugi màu 1 thì khả năng cũng đánh chém nốt. Như vậy là có màu 2 của game thủ không được khóc là người cầm Hitty là người chết nhiều dân ở đầu cánh, cộng với Egypt của chị Boy sẽ là một trong những hai, là một trong hai cung. Thế thì khả năng Mark C cánh bên phía Mạnh Hào à? Thấy Mark C chưa? Bên kia thì màu 3 chém rồi, thế khả năng cánh bên này là Mark C. À, thấy Hitty đây đánh cung. Vâng, chưa thấy Mark C dâng L cũng chưa. À, thì bắt đầu bị chọc nhà Hào kia. Vâng, như vậy là bị chém thả luôn rồi bãi quả. Không có giò hay sao mà tự nhiên lại thả được con ngựa chém vào đây thế này. Đúng là Mark C cũng khác, bóng giò họ rộng nên là họ thả vào trong này khi mà chúng ta không hề thấy giò của các bạn. Timeline 27 dành cho game thủ Mạnh Hào. Bên này thì game thủ Nam Sokyo ở trong cánh. Timeline 32 cũng đang cố gắng cơ cấu để mà đánh cung A trong trận đấu mà có thế nhà nằm tụt sâu, chưa kín hẳn được. Game thủ chim sẻ thì cũng đang cố gắng. Vâng, bò nhỏ gom cung. Và không, như vậy là dâng A. Chim sẻ dâng A. Màu 3 đó chính là game thủ 98 là người Summer lên đời sớm nhất map. Chúng ta thấy được hai nhà, nhà màu 2 và nhà màu 3. Bên này thì chim sẻ bắt đầu đẩy được cung R để bắn những con là đà đầu tiên của game thủ 98 rồi. Đây là bãi vàng của Sumerian, cố gắng lấy nhanh những vị trí có dân của đội bạn. Bánh xe không có đến từ màu 3. Vâng, màu 3 đang tích quân, đánh theo kiểu 2L đều, không có bánh xe. Truy mệnh cũng sẽ hỗ trợ ngay bằng một tình huống đẩy lạc đà lên trên này. Đây là game thủ truy mệnh, truy mệnh đang lên. Vâng, nhìn sang máy chia sẻ để có thể đi quân chuẩn luôn. Game thủ màu 3 đang chạy dân vào trong hướng phía góc check vào trong phía 6 giờ. Kìa, game thủ truy mệnh thấy lạc đà, thấy dân kìa, bố. Rồi, toàn bộ lượng dân này chắc chắn sẽ fit hết. Vì lượng dân này là lượng dân không bánh xe của Superian. Đây. Rất nhiều dân của game thủ 98, không cần về. Tên này không cần về. Mà thực ra cũng chưa có gỗ để mà vẩy. Bánh xe có rất đúng lúc, nhưng đây là 30 đan để mà cho bạn có thể chạy được là gần như là không thể. Timeline của Mạnh Hào, của Chí Mạnh đang là 23. Mạnh Hào bên đây timeline là 32. Nhìn thấy bãi vàng của một Mark C rồi. Nhìn thấy bãi vàng của Mark C rồi. Màu 2 cũng đang bắt đầu có những con cung lẻ đầu tiên để đi bắn vào nhà của game thủ Mạnh Hào. Hai đầu cánh chết rồi. Hai đầu cánh gần như là chết rồi. Màu 4 là trong 9 giờ đấy. 4 trong 9 giờ, Egypt đỉnh 9 giờ luôn. Mark C thì họ cũng xác định là bỏ cái bãi vàng luôn, họ không thèm chạy. Vì chạy cũng chết mà, họ không thèm chạy luôn. Đây là chim sẻ, xem chim sẻ nào. Màu 8 của chim sẻ đang đẩy bắn màu 1, bãi gỗ màu 1. 4 kê kìa sẻ đi cung kìa. Vâng, như vậy là đây là một turn màu 4 đang kê nhà cho Mark C của game thủ Ziugi. Chim sẻ đang cố gắng bắn nốt bãi gỗ và cẩn thận phải giữ được cung R. Nam Sokyo thì đánh cung A rồi đang thẩm du ở trong góc. Vâng, đang bị chém ở bãi gỗ. Màu 3 vẫn đang còn những con lạc đà để chém nhẹ vào nhà của chim sẻ đi nắng. Bên này thì game thủ Nam Sokyo timeline đang là 50. Lúc nãy cũng vừa lọt nhẹ một tơn, nhưng cũng đang giữ được tham gần như là nguyên. Game thủ Chí Mệnh đang đi được nhà BA của game thủ màu 4, game thủ Chí Boy. Vâng, đang đi được BA của Chí Boy rồi. Đang chém được rất nhiều cung R ở mặt nhà BA của Chí Boy. Vào trong luôn nhá, vào trong luôn rồi. Vâng, có cả dân của màu 1 game thủ Diêu Ghi vừa lọt vào trong này. Và sau này, và sau tơn này sẽ fit luôn. Diêu Ghi sẽ fit luôn. Chim sẻ đang báo về là đang đấu quân ở phía ngoài với lại cung R màu 4. Đẩy vào đi, đẩy theo đi, để tránh tình trạng nó bắt đặc đà của game thủ Chí Mệnh. Chí Mệnh sẽ tách sâu vào trong để có thể ăn dân màu 4. Màu 4 chết rất nhiều dân. Màu 3 đang đẩy lại nhà của game thủ Chí Mệnh. Vâng, cố gắng chém dân của game thủ Chí Boy. Chí Boy đang cố gắng thủ những vị trí bãi gỗ, những vị trí có dân ruộng của game thủ Chí Boy sẽ là mục tiêu của chúng ta. Đấu quân, chim sẻ đang báo là đấu quân. Vâng, cung A của
Nam Song Kiêu. Đây là cung R của game thủ chim sẻ đã dồn lên rồi. Cung R chim sẻ đã dồn lên rồi. Chi Mạnh đang đuổi. Tơn này ở nhà thì Chi Mạnh chấp nhận mất tham luôn. Chấp nhận mất tham. Chim sẻ sẽ dí theo. Chim sẻ sẽ dí theo. Có cả Mạnh Hào đang vẩy e đầu bên kia. Chim sẻ Mạnh Hào đang vẩy e đầu bên kia rồi. Mẫu 4 đã bùng rồi, rất yếu rồi. Tham lai của game thủ Mạnh Hào thậm chí đầu cánh đang là 39. Chim sẻ tiếp tục dí theo. Ăn dây bên trong đi. Mẫu 7 đó chính là game thủ Mạnh Hào cũng đang có một tơn quân tách vào trong. Lượng quân có lạc đà kết hợp cùng cung rồi, chắc chắn là bạn sẽ không thủ được. Lúc nãy thì mình là đà 30 thì bạn có thể phải sửa ruộng, nhưng bây giờ thì không. Mẫu 4 chắc chắn sẽ phải kéo cung R về đó. Lạc đà của game thủ Chí Mạnh đâu rồi? Lạc đà của Chí Mạnh sẽ phải dí lại để hỗ trợ, để không cho cung R của 4 kéo về thủ. Và bổ luôn cung R của game thủ 4. Mẫu 2 sáng bổ luôn. Bổ luôn, chơi luôn. Cung R mẫu 2 cũng đang tầm khoảng 15-20 con, nhưng lạc đà của game thủ Chí Mạnh đang là rất đông. Lạc đà hơi trước chưa phải là chém 4, nhưng tôi này tôi nghĩ thoải mái chơi được. Vẩy e vào. Mẫu 7 đó chính là game thủ Mạnh Hào cũng đang có mặt ở đây, bắt toàn bộ cung R mẫu 2 sang can. Tội ca là tội rất nặng. Chí Mạnh đang đuổi theo tân cung R phía ngoài của game thủ mẫu 4. Mẫu 4 có vẻ như đã bỏ nhà rồi. Vâng, chúng ta đã ốp và lấy được tham mẫu 4 rất nhanh. Mạnh chưa lên bánh xe, thôi quên Mạnh đi. Nam kích 4 đi. Thế trận tham này đã quá đè rồi. Nam nhìn thấy nhà BA của mẫu 6, à của mẫu 1. Vâng, Nam cơ cấu bung Mạnh một lượt và sẽ lên 4 ngay. Game thủ chim sẻ, chúng ta xem chim sẻ nào. Chim sẻ tham lai là 40, bắn bay nhà mẫu 4, bắn chết mẫu 1. Và bây giờ thì công nhẹ lên nhà mẫu 2. Chim Mạnh sẽ chém hết ruộng của mẫu 4 ở nhà cũ, sau đó thì công lên nhà của mẫu 2 để lấy nhà mẫu 2 là xong. Mẫu 2 còn một tí thôi. Mẫu 2 chắc bây giờ, ui giời ơi, chạy đi đâu. Báo về là mẫu 2 40 dân. Như vậy là khả năng là tơn này lại bắt đầu phải hợp binh rồi. Ba nhà quay trở lại để ốp nhà mẫu 2. Ba nhà quay trở lại hợp quân với nhau để chơi nhà của game thủ không được khóc ở phía trên. Nam sau kêu cơ cấu. Nam đang thiếu một nửa đồ để lên 4. Vâng, tham lai ở phút thứ 25 của Nam sau kêu đang là 70. Cố lên. BC bung Mạnh ra, sau đó thì nhà chính bung Mạnh ra. Mạnh Hào và Sẻ với lại game thủ Truy Mạnh tiếp tục quản được nhà mẫu 3. Mẫu 3 đang cố gắng bú hoang những cái vị trí có đồ trên bản đồ. Nhà của Mạnh tầm này cũng đang bị mẫu 3 chơi lại, nhưng mà thôi bỏ đi. Mẫu 3 có y trong tay của Sumerian. Đây, Mạnh cho. Ok, bơm luôn, kích đi. Nào, nó bắt đầu kích 4 rồi. Đang thiếu một tí thịt nữa, đóng xong nhà BK sẽ kích 4. Rồi. Nhà K đâu? Vâng, bắt đầu phải đi nghĩ tới việc đi ôm vàng ở trên bản đồ. Nhà của Nam nó có 2 bãi vàng. Kích 4 ở phút thứ 26-30. Đây là chim sẻ. Vâng, xem chim sẻ. Vì chim sẻ là người có bóng rộng nên là nhìn bản đồ sẽ rất là sướng. Mạnh Hà cũng là một trong người có bóng rộng khi có cả cung R đi cùng. Mẫu 2 thì không có nhiều dân. Mẫu 2 không có nhiều dân anh em ạ. Báo về là trên 12 giờ có dân của game thủ Cheat Boy. Chúng ta sẽ gọi hội đồng anh em. Vâng, lạc đà cung R sẽ lên 12 giờ quay một tơn, bắt fit dân mẫu 4 luôn. Đây 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 đây, cung R của mẫu 4 đang kéo về. Cung R mẫu 4 đang kéo về cái vị trí nhà cũ mà không được khóc. Game thủ Mạnh Hào báo về là thấy dân của mẫu 4 đây rồi. Chắc chắn là chưa bo được đầu ruộng của mình. Vào nhanh, tơn này vào đổi quân lấy dân. Mẫu 4 đang rất đông cung R. Chim sẻ sẽ đấu ở mặt ngoài, sẽ bắt hết tơn dân này của game thủ Chim Boy. Có vẻ e được hay không? Mạnh Hào đang rất cố gắng để vẻ e. Và lượng dân còn lại của game thủ 4 đã nằm xuống toàn bộ rồi. Đấu luôn quân. Chim sẻ nắng cũng đang có bạn đây. Có cả game thủ Chim Mạnh nữa. Để ý nào. Vâng, một tuần combat đến từ team FS quay hết tân quân này của game thủ mẫu 4. Vâng, bắt sạch quân của mẫu 4. Mẫu 2 sang can bắt luôn. Mẫu 2 sang can không? Vâng, không thấy mẫu 2 sang can. Game thủ chim sẻ thì đã bị lộ quanh ruộng này rồi. Mẫu 3 thì tân lạc đà này của game thủ 98 cũng đã phát hiện ra tân ruộng của chim sẻ. Nhưng tầm này thực sự rất khó để chúng ta để thua. Nam Song Kiêu đã lên 4. Mẫu 1 vẫn đang tụ được tầm khoảng 5 con chém. Vâng, bắt đầu đi quân đến từ Nam Song Kiêu. Lên công nghệ đời 4 của Minwan nào. Lên lửa, lên bắn chặn, lên tầm xa, lên đào vàng, lên những công nghệ cần thiết. Vâng, liệu rằng đã có 2BM2BC chưa? Nam Song Kiêu tham lai vẫn chỉ là 90 thôi. Đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Tham lai là 34, lên chặn cỗ 2. Đây là một cái vị trí mà Hào cũng đang thiết kế để cho mình một cái góc rất lý tưởng. Game thủ chim sẻ tham lai là 40, đang đi cùng, sẵn cánh cùng với đồng đội Mạnh Truy Mạnh của mình. Lạc đà Truy Mạnh với Đào là rất đông. Tơn này là tơn mà chúng ta sẽ phối hợp với nhau, gặp ai bổ người đấy. Vâng, bảo kê cho tơn cung an luôn để có thể chắc chắn hơn. Vâng, không. Đấy, gặp. Lạc đà Mạnh ơi. Mạnh đi lạc đà kia, bổ kia. Vâng. Ấy, có cả màu 2 nhá, có cả màu 2 nhá, từ từ nhá. Cung A sắp có lửa rồi, anh em đợi tí. Bắn này, cung A bắn kia. Vâng, cung A sắp có lửa rồi, tơn này để ý vậy em vào kho chạy đấy. Ở sau, ở sau, ở sau, ở sau. Khá đông cung rò đến từ game thủ không được khóc. Vâng, không được khóc thì có một cái hốc. Không được khóc có một cái hốc. Và chúng ta đang cố gắng mang hết quân lên để chơi nhau với game thủ không được khóc ở đây.
Nam Sông Kiêu timeline đang là cũng chỉ là 9 chục thôi. Vâng, chỉ là 9 chục thôi. Mạnh Hào báo về là chuẩn bị lọt nhà của đối bạn. Tôi vẫn chưa muốn xem máy của Hào vì tôi này đang đấu quân rất hay. Đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Vào! Đút sâu vào. Vâng, đây là một tên mà sẽ cố gắng về và đối bạn quýt mất rồi. Hơi tiếc, Diêu Ghi hơi quyết đoán trong tình huống quýt này. Có lẽ rằng Diêu Ghi hơi vội. Vâng, Mạnh Hào đã rất cơ hội để có thể lọt vào với một cái khe đối bạn ăn thủng gỗ. Nhưng Diêu Ghi đã không cho chúng ta chứng kiến cái cảnh thảm sát của những con sọc đơn lạc đà cung rờ của thủ Mạnh Hào ở trong nhà của game thủ Không Được Khóc. Hơi tiếc. Một cái hốc thực sự rằng sau khi đến tầm này rất đẹp dành cho Không Được Khóc. Một cái hốc quá đẹp dành cho người cầm Hitty. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là kín, ruộng nương rất là nhiều. Map đấu này nếu như Không Được Khóc không chết dân, chết tới 3 dân và đội bạn lên sớm hơn thì càng phết đấy anh em ạ, càng phết đấy. Tỷ số này không ở trong trận thi đấu này. Vâng, trận này cái tên mà chim sẻ với chim mệnh vừa phối hợp cùng với Nam, nếu mà không có đơ...